Sau hình ảnh giết mổ bò Australia tàn bạo, thì chính phủ Australia đã quyết định ngừng nhập khẩu bò sống cho một số lò mổ ở Việt Nam. Và mới đây, Đại sứ quán nước này tại Việt Nam cho biết, cuộc điều tra đang được diễn ra dựa trên thông tin gia súc nhập khẩu từ Australia đã được cung cấp cho những lò mổ không được cấp phép và việc giết mổ và xử lý bò Australia là sai quy chuẩn, đang diễn ra ở cả những lò mổ được cấp phép và không được cấp phép ở tại Phú Xuyên, Hà Nội. Đại sứ quán Australia tại Việt Nam thông tin rằng lệnh cấm xuất khẩu vẫn có hiệu lực cho đến khi cuộc điều tra được hoàn tất hoặc có đủ thông tin cần thiết để đưa ra quyết định chính thức. Tuy nhiên, lệnh cấm xuất khẩu ở giai đoạn này chỉ áp dụng cho những cơ sở đã đề cập trên đây. Những cơ sở đạt chuẩn khác ở Việt Nam vẫn có thể tiếp nhận gia súc Australia. Liên quan tới nhiều doanh nghiệp phản ánh, giá bò Australia xuất khẩu sang Việt Nam trung bình trên 3 đô la Mỹ 1 kg hơi, cao hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực. Đại sứ quán Australia cho biết giá cả là vấn đề thương mại giữa nhà nhập khẩu và nhà xuất khẩu, phụ thuộc vào chất lượng và thị trường. Hiện Australia áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng, chuỗi cung ứng xuất khẩu để đảm bảo rằng những gia súc sống được xuất khẩu từ nước này phải được xử lý theo tiêu chuẩn phúc lợi động vật quốc tế, đồng thời cung cấp quy trình xử lý khi xảy ra các vấn đề xâm hại về phúc lợi động vật.